Xin kính chào quý vị khán giả. Hiện tại thì dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước với diễn biến phức tạp. Và trong chương trình chào buổi sáng ngày hôm nay thì rất nhiều thông tin về y tế sức khỏe sẽ được là chuyển tới quý vị. Bên cạnh đó thì tất nhiên không thể thiếu được những thông tin về tình hình thời tiết và giao thông để quý vị có sự chuẩn bị tốt nhất cho những kế hoạch vui chơi vào ngày nghỉ cuối tuần của mình bên cạnh người thân và gia đình. Ngay bây giờ thì hãy cùng ekip của chào buổi sáng bắt đầu chương trình. Cảnh sát cơ động kỵ binh là lực lượng mới của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Được tổ chức vào tháng 1 năm 2020, các chiến sĩ cảnh sát kỵ binh có nhiệm vụ chính là truy bắt tội phạm lẩn trốn ở rừng, biên giới hay là nơi địa hình khó khăn và dẹp bạo loạn. Sau 3 năm huấn luyện và đào tạo, các chiến sĩ kỵ binh đã ngày càng trưởng thành và tinh nhuệ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Và trong Việt Nam thức giấc sáng nay thì phóng viên Lan Anh đang có mặt tại nơi huấn luyện của các lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh để tìm hiểu cách mà những chú ngựa chiến được thuần hóa và luyện tập. Chào buổi sáng chị Lan Anh. Việt Nam là một trong số các nước sản xuất và xuất khẩu tôm hàng đầu thế giới. Ngành tôm đã mang về tới 3,9 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu trong năm ngoái. Tôm được coi là con át chủ bài là mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong nhóm các sản phẩm của ngành thủy sản chúng ta. Tuy nhiên, việc sản xuất tôm giống bố mẹ trong nước để phục vụ nuôi tôm nguyên liệu vẫn còn phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu. Năm 2023, với kế hoạch sản xuất tôm ước đạt khoảng 750.000 hecta, nhu cầu tôm giống bố mẹ nước ta cần khoảng 260.000 cho đến 270.000 con, còn tôm giống là khoảng 140 cho đến 150 tỷ con. Nhằm đáp ứng số lượng tôm giống bố mẹ phục vụ cho nuôi tôm và nâng cao chất lượng tôm giống, thì các địa phương đang nghiên cứu triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng con giống. Sau đây là đề xuất giải pháp từ phía địa phương. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP cho rằng Việt Nam có cơ hội sở sản xuất tôm giống rất lớn. Tuy nhiên trong số hơn 2.000 trại giống nuôi thì chỉ có một nửa là đủ tiêu chuẩn được cấp giấy chứng nhận. Trên thực tế còn rất nhiều cơ sở tôm giống chưa đủ tiêu chuẩn nuôi trồng sản xuất theo quy định, thế nhưng vẫn đưa nguồn tôm giống không đảm bảo chất lượng ra ngoài thị trường. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng hàng xuất khẩu. Vấn đề truy xuất nguồn gốc đối với tôm giống cũng cần phải được quan tâm, bởi đó là yêu cầu chính đáng của các nhà nhập khẩu. Thức giấc quay trở lại với công việc huấn luyện của các chiến sĩ cảnh sát cơ động kỵ binh. Là một lực lượng mới thành lập được 3 năm nay của Công an Nhân dân Việt Nam, các chiến sĩ kỵ binh đã và đang trải qua một quy trình huấn luyện kỹ thuật chiến thuật đầy gắt cao. Các chú ngựa thì cũng được thuần hóa chăm sóc huấn luyện rất nhiều công việc tỉ mỉ và khó khăn. Vậy thì bước huấn luyện ngựa đầu tiên là gì vậy chị Lan Anh? Dạ vâng thưa quý vị, một trong số những cái bước huấn luyện đầu tiên Nhiệm vụ của kỵ binh là tham gia trực tiếp công tác đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức diệu binh diệu hành tuần tra kiểm soát, thực hiện nhiệm vụ giải tán đám đông, truy bắt tội phạm mà các phương tiện khác không thể đi tới, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, khu vực miền núi. Ngoài ra có thể phục vụ tốt công tác vận chuyển lương thực, trang bị vũ khí, đấu tranh phòng chống tội phạm của ngành công an. Tiếp tục tìm hiểu công tác huấn luyện của các chiến sĩ cảnh sát cơ động kỵ binh, Đằng sau hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát cơ động kỵ binh ngồi trên lưng ngựa và có thể cưỡi ngựa diễu hành, thậm chí là tham gia vào các công tác khác. Đó là cả một quá trình tập luyện hết sức gian nam. Và để thực hiện được những nhiệm vụ khó khăn thì các chiến sĩ và các chú ngựa đều phải trải qua quá trình huấn luyện bài bản và khắt khe. Cụ thể như thế nào chị Lan Anh?